Rồi, xin chào anh em nha. Thì hôm nay đang làm máy Trung Quốc rồi thôi, thì mình cũng có thời gian rảnh. Thì mình xin nói với anh em là cái phần mà có nhiều anh em á vô cái Zalo hay Facebook của mình hỏi nhiều lắm. Hỏi là xe của mình á, em có cục máy rim độ hay rim thường vậy đó, mà bây giờ em mua được cục IC. Em mua được cục IC là của quay S110, hay là người ta cho em cục IC của S110, hay là cho em cục IC của Yamaha. Em có gắn được cái cục máy gắn IC vô để độ cho xe rim thì hay không, đồ nó tùm lum hết á. Rồi thì bây giờ là mình sẽ là, nói chung là mình làm sáng tỏ thì không sáng tỏ nổi đâu, tại vì là mình cũng không có máy móc để đo được, nhưng mà để mà anh em gắn được mà tương đối thôi đó, thì mình xin nói là có nhiều cái anh em lưu ý, một số điểm anh em lưu ý khi gắn IC độ hoặc là mâm lửa độ đó ha. Đó, cái mấu chốt là bây giờ anh em gắn IC độ với mâm lửa độ nó chạy ngon hay không. Bây giờ là có phương pháp như thế này. Cái phương pháp thứ nhất là phương pháp là anh em loại trừ ha. Bây giờ ví dụ như đây là chiếc xe rim nè, cái bắt đầu anh em lấy IC, ví dụ IC của quay Thái, là IC Sirius nè, đó IC Sirius, hay là anh em biết chân IC mới được nha, anh em lấy IC quay S110 hoặc là anh em lấy IC quay Thái gì đó, đâu cục IC. Rồi rất là nhiều loại IC, hay IC 81 gì đó. Rồi anh em gắn vô. Anh em gắn vô, anh em thấy cái nào mà lên lửa ngọt mà hả, nó không đờn mà ga cuối, ga đề gì hậu thoát ga là chạy hết maximum, mà gan ti nó nhuyễn, nó không bị lập bập, nó không có chả đứt sên đề ổ bi đề ở trong đây, thì đó là anh em đã lựa chọn đúng rồi. Thì cục IC đó là anh em, cái đó là điều kiện, là cái đó là anh em mà tự dọc xe ở nhà là rất là khó, tại vì anh em mua cục IC này cũng mấy trăm ngàn ha, bèo lắm cũng phải 100 ngàn, mà anh em làm như vậy là anh em ôm IC, rồi anh em ôm nhiều cục IC nữa, anh em mới tìm ra được một cục IC vừa ý cho chiếc xe của mình. Ví dụ anh em đang chạy chiếc Mazda, hay đang chạy chiếc Sirius, hay đang chạy chiếc Future Neo vậy đó. Đó anh em ha, thì cái đó là chỉ có thợ, tại thợ ở tiệm sửa xe này nè, ví dụ tiệm sửa xe như mình hay là các tiệm sửa xe khác, nó mới có đủ các loại IC để thay thế cho khách. Thì thí dụ như là chiếc xe đó vô thì anh ta gắm IC, anh ta chuyển IC này qua IC kia, móc rồi ba gác hay là su vi ba vậy, anh chuyển qua cho cái máy này, thí dụ điển hình là cái máy này đang làm là trụ cột nè, đang làm mục tiêu chính, thì chuyển cho cái máy này thì chạy ok, là có nghĩa là IC đó là lần sau là cứ lấy IC đó mà chạy. Thì mình kinh nghiệm của mình đó là cho anh em biết ha, thì IC của quay alpha nè, alpha này là xài lửa máy, anh em nào cũng biết rồi, mâm lửa quay alpha này xài lửa máy, cửa kích của nó là 2/2, cửa kích nó 2/2, để mình coi cái cửa của xe rim hai cục này nhiêu. Đây nè, cửa này là cửa 2/2 nè anh em, cửa 2/2 thì mình xài, thì cửa kích nữa giống IC Future Neo mình xăng con, thì anh em có thể là quay alpha này anh em độ, rồi có thể là gắn IC đó thì gan tin quay alpha này anh em độ nè, anh em gắn được IC của Future Neo zin ok ha, là cửa giống nhau, là anh em với lại Honda. Rồi chút mình nói thêm cái phần khác nữa, tại sao Honda với Honda cửa giống nhau là mình gắn được, là mình chưa tính là đồng ngắn đồng dài, là độ mở của gói cam rồi, mình chỉ tính là gắn được chạy là xác sức là nó tương đối, là nó có thể chạy được cho anh em đi xa đi tour rồi mà xe không hại gì tới dên hết ha. Thì cái clip này rất là dài, thì bây giờ là mình chỉ gói gọn, bây giờ là IC trước đi, thì anh em lụm thí dụ như IC của quay S110 này, anh em có V3 mà Liberty mấy đời mà xe bình xăng con á, xe mà Biozo bình xăng con mà tay ga đó, anh em nó chết IC, anh em cứ thay IC của S110 này, với điều kiện là anh em phải biết chân của nó, là anh em gắn vô chiếc Vespa chạy đó. Còn IC của S110 này thì cửa kích của thằng
quay S110 này nó tới 5 phân mấy lận, làm như 5 phân 7. Mà cửa kích thằng Yamaha này nó tới 6 phân mấy lận. Anh em gắn IC Yamaha này qua quay S110 vẫn chạy được, nhưng mà lên ga nó không thoát. Ganti cũng có nhưng mà nó lập bập không ngon. Đó, thằng này thì anh em gắn được là cho cửa mà 1 phân 2 này thì bằng future nail. Alpha này anh em gắn future nail vô chạy được. Ok ha. Rồi. Rồi, các hãng khác nhau, IC, thiết kế IC, rồi đường điện đánh lửa nó sẽ khác nhau anh em ơi. Nó không giống nhau đâu, anh em đừng có nghĩ là nó giống nhau, tội lắm. Bây giờ thí dụ như là bây giờ là cái cửa kích của thằng này là 1 phân mấy, 2 phân mấy là 2 phân 2. Bây giờ là mình nói là mâm lửa của Yamaha là cửa kích nó dài là 6 phân mấy, anh em ra anh em cứ hàng cái cửa này canh đúng điểm T điểm F vậy đó, anh em hàng y chang như của Sirius, anh em chạy không có được. Lý do cửa kích thằng này dài, cửa kích thằng này dài thì nếu mà anh em làm đúng cửa rồi, đúng rồi đó thì ok. Cái mô bên sườn đó thì nó chỉ là đánh lửa thôi, mô bên sườn nó ít về cái tầm đánh lửa của IC, nó chỉ khuếch đại ra cho nó mạnh ra buri thôi. Nhưng mà anh em đâu biết rằng nè, kích này nè, bây giờ là clip nó dài lắm, anh em lên mạng coi đo điện trở của cuộn kích này của Honda nè, khoảng 130 đến 150, 170 ohm là xài được rồi. Trong khi đây là một mâm của Yamaha nè, kích này nè anh em, kích này nó tới 300 ohm lận, 350 ohm lận. Ohm của cục kích khác nhau thì khi mà quẹt á, cửa nó dài nữa thì nó sẽ tạo ra cái điện áp mà gửi về của dây kích gửi về IC nó sẽ lớn hơn. Đó là nó khác nhau cái cục kích này thôi, cái thông số cục kích này thôi thì cái góc đánh lửa của nó đã khác rồi anh em. Chứ anh em đừng có nghĩ là giờ cứ mình cứ hàng cửa giống như của Yamaha là mình gắn được IC của Yamaha, không phải đâu. Chào anh Lan. Thì nói chung là mình gói gọn mấy cái đó thôi, thì muốn mà cho xe mà nó chạy được là lửa mình phải đúng. Nó đúng bây giờ là nãy giờ mình nói chọn IC với lại là tùy theo kích mô bên sườn rồi nha. Rồi thí dụ như xe zin luôn. Xe zin luôn tự nhiên mình thay cuộn lửa lô vô là nhiều khi nó cũng bị là chạy không ngon nữa, là nó bị nổ chả, là hư ổ bi đề. Xe zin của các bạn xuất xưởng ít khi nào nó hư ổ bi đề lắm, là như là xe Sirius rồi nè anh em, nó không có chó xả luôn, nó cũng không hư ổ bi đề nữa. Người ta nhà thiết kế người ta tính toán rất là hay, không bao giờ nổ chả. Mình có nổ chả là cũng nhẹ thôi, nó bị xăng đồ sơ sơ, lửa sơ sơ, lâu lâu nó bị gì thì nó hơi bị cà lâm miếng thôi, nhưng mà nó không có nổ chả, không bao giờ hư ổ bi đề hết. Là cái xe này nè, này đồ theo xe ra mà nó đâu có hư ở bi đời đâu, đâu có dợp lên đâu anh em thấy không. Xài thiên thu bất tận Superim ta chạy mười mấy năm nay Bim Thái còn chưa hư nữa. Rồi tóm lại là muốn độ IC này qua đó là anh em phải biết, nói chung là thợ thì người ta sẽ biết được, còn anh em mà tay lơ tơ mơ anh em độ là độ chơi thôi. Nói IC 81 hồi xưa là chạy dữ lắm, là mâm lửa 84 xin thưa dữ thì dữ, nhưng mà anh em biết làm nó khác nhau hết. Ví dụ 84 là cửa này nó khác nè, rồi quay nai cửa nó khác nè anh em, thấy không? Đó rồi gốc đánh lửa sớm nữa. Gốc đánh lửa sớm là sao anh em, ập ra có cái dấu canh tề với canh ấy nè. Bây giờ mình thử quay máy lên cho anh em coi ha. Mình quay máy lên là cái đây là mình canh ngay tê, là mình canh ngay cái dấu gạch câm này nè đó, thấy không? Đó. Trên xe này cái trên cái hoa lăng là nó có gốc đánh lửa sớm đó. Thí dụ như là mình thay một cái hoa lăng khác, hay thay một cuộn lửa khác, hay là thay một cuộn kích khác, hay là thay một cục IC khác, thay một cái mô bin sườn khác, thấy không? Bây giờ mình quay lên cho anh em coi nha. Đây là vị trí, đây là vị trí là bích tông lên hết nè. Thì là bích tông lên hết là ngay điểm T nè, là mình canh cam chỉnh cò nè anh em. Là cái đầu câm này là mình đã hiển thị cho anh em coi nè. Bích tông lên hết, đó, cái đầu câm này ngay chốc nè. Rồi bây giờ á, là đánh lửa, thời điểm đánh lửa nó không nằm ở đó, nó nằm ở chữ F này nè anh em. Có nghĩa là khi mà qua lăng quay đúng chiều anh nó đụng chữ F2 bắt đầu mới tới F1 mà tới chữ F. Đó, chữ F thì nó tính là cái độ, nó có một cái mâm chia độ ở trên cái qua lăng này 360 độ, là nó sẽ tính từ cái gạch này
cho tới cái chữ ép đầu, cho tới ép một gạch, ép hai gạch là bao nhiêu độ, mà nó tính là cái đường chạy của bê tông đó bao nhiêu độ, thì cái bê tông nó sẽ đi xuống bao nhiêu mm, bao nhiêu cm gì đó. Là bây giờ thí dụ giờ mình quay chữ ép đi ha, quay ngay chữ ép đi nè anh em, mình quay ngay chữ ép nè, là bê tông nó thụt xuống miếng nè, nhưng mà ép 2 nó còn sớm hơn nữa nè. À, ở hai nó sớm hơn nè, bây giờ mình quay qua chữ F2 ha. F1, F2 luôn, mình quay qua F2 luôn cho anh em coi nè. Rồi, F2 á, anh em thấy bê tông nó thụt xuống nè, nó thụt xuống bao nhiêu là anh em lấy thước kẹp là anh em đo cái phần mà từ ở đầu của cái nồng nè, từ cái mặt bằng của cái nồng đi xuống tới cái đầu bê tông là anh em biết nó thụt xuống bao nhiêu. Thì trên đây là nó có thước chia độ thì anh em sẽ biết là nó lệch bao nhiêu độ so với lại cái điểm bê tông lên hết là điểm T. Đó anh em thấy không? Khi mà có súng canh lửa đó, anh em là nó xuống nó bằng cái súng mà nó chiếu tia laser vô đây á, thì bình thường á, thì anh em nổ anti, nếu mà IC chuẩn á, anh em nổ ra lên T thì cái chữ F này á, là nó ngay trên cái gạch, nó ngay trên cái như cái đầu câm của mình nè, là ngay trên cái dập lốc máy là ngay trên đầu câm nè. Nhưng mà khi anh em lên ra, nếu mà anh em lên maximum luôn, anh em lên ra maximum luôn thì nó chạy qua điểm F2 này đó, nó dừng, thì IC của anh em là đã đánh đúng lửa trên chiếc xe riêng qua lăng riêng rồi. Nếu mà anh em thay vô mà thay cục IC khác hoặc là mâm lửa khác, cục kích khác á, mà cái qua lăng ví dụ như là bây giờ cái nó đánh trước cho em chút là đánh lửa trễ, là nó đánh qua đây chút là gần tới chữ T luôn là đánh lửa trễ, là xe chạy cũng không ngon. Mà giờ là khi mà nổ găng ti mà nó đánh là lệch về bên đây chữ F một chút, hay là gần tới F2 luôn là đánh lửa quá sớm, đánh lửa sớm lửa trễ gì là đều hại đến đổ bi đề và hại đến cây dên của máy. Nó giật cây dên ghê lắm anh em, nó nổ nó trả lại nhiều xe Trung Quốc là còn số là nó ve chiếc xe lại luôn á, nó đẩy trong trên dĩa ve giật cái luôn, rồi bể lốc máy ngay vào đạp rồi đó anh em biết rồi, bể lốc máy mà lốc giữa đó đó ha, tầm quan trọng nó rất là quan trọng đó. Thì anh em lên trên đó là khi mà đúng lửa đàng hoàng, IC đúng đàng hoàng, một chiếc xe xuất xưởng ra đó là anh em đang chạy là găng ti nè, cái tia laser chiếu vô ngay trời khất trên lốc máy là nó ngay chữ F. Khi anh em lên hết ga là nó phải bắn qua chữ T, khi hạ ga xuống chế độ găng ti lại thì thằng này nó lại ngay chữ F. Cái đó chỉ có đèn laser súng canh lửa mới canh được thôi, timing light anh em nha. Đó thì qua clip này thì là cũng dài rồi, thì mình chỉ gói gọn với anh em là anh em muốn thay cục lửa hay là muốn thay cục IC nào á, thì như nó lệch ít á, mà nó có guarantee rồi á, thì cũng được, nhưng mà đúng chuẩn của xe nè, anh em muốn canh lửa sớm gì đó. Rồi thì bây giờ mà là clip này thì mình chỉ nói là anh em muốn độ một cục IC của hãng này qua hãng kia hay là qua độ mâm lửa gì, anh em phải biết là thời điểm đánh lửa của nó đó, nó tác hại đến xe như thế nào đó. Nhiều khi thay cục IC đó mình thấy lửa mạnh bật luôn nhưng mà chạy không ra hạch gì hết à, mà nổ chả đang chạy cái nó giật cái cọc cái nó tắt máy đó anh em ha. Rồi thì mình cảm ơn anh em theo dõi, anh em nhớ xem nhiều clip sau nữa, mình sẽ nói về mình có phương pháp nào để mà dời cái góc đánh lửa đó cho đúng hay không được, thì anh em nhớ xem sao ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, anh em nếu mà thấy hay nhớ đăng ký kênh của mình để mình có động lực đưa ra nhiều video cho anh em coi vậy thôi. Rồi cảm ơn anh em.